Nếu một mai tôi sẽ phải ra đi, bỏ lại đằng sau chuỗi ngày vất vả, nhẹ cánh bay hồn vào cõi mênh mông, hạt cát tôi sẽ rơi vào vòng xoáy lạ, thì có còn ai nhớ đến tôi? Và có ai hay trong thinh không vỡ nát, mảnh hồn tôi cùng vạn vật nổi trôi? Mời quý vị lắng nghe bài thơ Mảnh hồn tôi qua sự trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sang. Nếu một mai tôi sẽ phải ra đi, không giả từ được cùng ai nữa cả. À ơi, bỏ lại đằng sau chuỗi ngày vất vả, nhẹ cánh bay à ơi, nhẹ cánh bay hồn vào cõi mênh. Vắng tôi rồi bạn có biết ai không, dòng đời kia vẫn trôi đi vội vã, hạt cát tôi rơi vào vòng xoáy lạ, tất cả lặng im hay biết gì. Nếu vắng tôi không gian chẳng thay màu, vẫn nắng mưa hay ì ầm sấm chớp, ngôi trường quen với bạn bè trên lớp, những học trò chẳng còn nhớ tôi đâu. Vắng tôi rồi thì vào những đêm thâu, trăng vẫn soi vàng rơi trên lối vắng, chỉ còn anh với nhớ thương thầm lặng, nhớ về tôi trong giây phút đơn côi. Vắng tôi rồi cuộc đời vẫn thế thôi, rộn ràng vui bao lời ca tiếng hát, có ai hay trong thinh không vỡ nát, mảnh hồn tôi cùng vạn vật nổi.